Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện Công an đang củng cố hồ sơ để tiếp tục khởi tố 5 người trong đường dây trên, nâng tổng số bị khởi tố điều tra lên 15, đồng thời đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt những người còn lại trong đường dây. Trước đó, ngày 25 tháng 5, Công an tỉnh đã tiến hành triệu tập, bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với 10 người tại thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi về hành vi sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô số đề. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 22 chiếc điện thoại di động, gần 2 tỷ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 7 thẻ ngân hàng các loại và hơn 4.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và mua bán số lô số đề của các nghi phạm. Lực lượng chức năng xác định đường dây trên hoạt động từ tháng 4 năm 2021 đến nay do Thủy cầm đầu, cấu kết với Nguyễn Văn Sơn, tỉnh Hưng Yên để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô số đề với thủ đoạn tinh vi. Theo đó, hàng ngày khi mua bán số lô số đề với các con bạc, Thủy và Sơn sẽ di chuyển hai hướng khác nhau bằng ô tô qua các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên hoặc Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh để tổ chức đánh bạc với các thư ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đối với cá độ bóng đá, Thủy sử dụng mạng xã hội như Viber, Telegram để giao dịch và thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng không chính chủ. Nghi phạm cho các con bạc tham gia cá độ các giải bóng đá lớn như giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu, Ngoại hạng Anh, giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha, giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp và SEA Games 32 vừa qua thông qua trang web cá độ bóng đá bóng88.com. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc này giao dịch với lượng tiền trung bình hơn 3 tỷ đồng một ngày. Tổng số tiền giao dịch từ tháng 4 năm 2021 đến nay hơn 2.000 tỷ đồng.